thông báo về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện công văn số 2841 ngày 1 tháng 8 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là trong việc giúp cảnh báo mọi người khi có tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19, góp phần chủ động ngăn ngừa để lùi dịch bệnh. Quỹ ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sau một các sở ban ngành tỉnh quỹ ban nhân dân các quyền, thị xã thành phố dẫn động tuyên truyền dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng tại cơ quan yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động phải cài đặt cho mình và người thân ứng dụng bluezone cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở yêu cầu người đến làm việc biết cài đặt ứng dụng 2. sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng bluezone yêu cầu học sinh sinh viên có điện thoại di động thông minh, cài đặt ứng dụng cho mình và người thân. 3. Sở văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp kinh doanh du lịch dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khuyến nghị khách hàng, khách du lịch cài đặt ứng dụng. 4. Sở y tế yêu cầu các cơ sở y tế dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khuyến nghị bệnh nhân và người nhà cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám chữa bệnh. 5. Sở Giao thông và vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hiển thị thông báo, đề nghị cài đặt Blue Zone và thông tin hướng dẫn cài đặt và sử dụng trên các bến tàu, xe, phương tiện giao thông vận tải. 6. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế yêu cầu doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Blue Zone, khuyến nghị người lao động trong doanh nghiệp cài đặt ứng dụng. 7. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhắn tin trên kênh Zalo Chính quyền Điện tử tỉnh Long An, yêu cầu các doanh nghiệp diễn thông nhắn tin SMS cho người dân và định kỳ nhắc lại, chỉ đạo triển khai tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại về việc cài đặt ứng dụng Bluezone. 8. Quỹ ban nhân dân các quyền thị xã thành phố và Quỹ ban nhân dân cấp xã, tổ dân phố triển khai đi từng nhà, phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone triển khai hình ảnh tuyên truyền, dán bản in, chiếu bản điện tử trong thang máy ở nơi đông người, địa điểm công cộng. 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn thể tỉnh vận động đông đảo đoàn chiên, hội chiên phải cài đặt cho mình và người thân ứng dụng Luzone Phô hợp với các ngành, các cấp chính quyền để mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn chiên, hội chiên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Luzone 10 báo Long An, đã phát thanh và truyền hình Long An tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện báo chí, phát thanh, truyền hình về cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone. Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ bluezone.gov.vn. Tài liệu để các cơ quan đơn vị sử dụng truyền thông về ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ bluezone.gov.vn suyệt tài liệu, gồm có biểu mẫu truyền thông, biểu mẫu tin nhắn SMS, Zalo và phát thanh. Audio phát thanh toàn quốc, đọc trong các phát thanh cơ sở, thành phố, trên các chuyến bay, chuyến xe. Hướng dẫn vận động cài đặt, hướng dẫn cán bộ chính quyền cơ sở, sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, tổ dân phố, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, vận động cài đặt tận nơi. Nội dung in tờ rơi hướng dẫn cài đặt và sử dụng, phát cho người dân. Video hướng dẫn cài đặt, truyền hình thành phố, thang máy, màn hình công cộng, poster công cộng, trạm xe buýt, các điểm đông người. Video tuyên truyền 8 giây chiếu trên truyền hình màn hình công cộng. Video tuyên truyền 15 giây chiếu trên truyền hình màn hình công cộng. Video tuyên truyền 30 giây chiếu trên truyền hình màn hình công cộng. Thời gian triển khai từ ngày 4 tháng 8 năm 2020. Đề nghị các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố, báo Long An, đài phát thanh và truyền hình Long An khẩn trương phối hợp triển khai đồng loạt các giải pháp trên thay mặt quỹ ban dân dân tỉnh chủ tịch trần văn cần đã ký.